Tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 tháng 5 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Giáp Thìn mệnh phúc đăng hỏa là người có tư duy hướng đến tri thức, văn minh. Trong họ có một ngọn lửa bất diệt thắp sáng trong những đêm trường tăm tối. Cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ, thường đi trước một bậc. Khi trao đổi và tiếp cận với họ, quý gia chủ sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Nó là nền tảng để đi tới thành công. Nên quý gia chủ hãy trân trọng những người bạn như vậy. Bản chất của ngọn lửa ngoài sự sáng suốt còn mang năng lượng, nên những người tuổi Giáp Thìn mệnh phúc đăng hỏa rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, biết quan tâm người khác. Những người tuổi Giáp Thìn mệnh phúc đăng hỏa cũng nóng tính, nhưng giúp đỡ người khác luôn vô tư, hết mình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Giáp Thìn trong tháng 5 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bác tuổi Giáp Thìn trong tháng 5 âm lịch năm 2021. Trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ thường rất thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Người tuổi Giáp Thìn thường có tính cách vui vẻ, thông minh, hoạt bát, năng động. Họ có giác quan nhanh nhạy, biết phân biệt phải trái, đúng sai. Tuổi Giáp Thìn rất ngay thẳng, đôi khi hơi kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Họ rất ghét những người ngồi lê đôi mách, dũng cảm, kiên cường, cũng không ngại khó khăn. Tuy nhiên, họ lại sống thiếu thực tế, quá cứng nhắc, sẽ làm mất lòng của người khác. Giáp Dương Mộc gặp Giáp Dương Mộc nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, các bác tuổi Giáp Thìn cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Các bác cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ ảnh hưởng không nhỏ công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, các bác cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao và tránh sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bỏ bệnh. Các bác tuổi Giáp Thìn thường có trí tuệ hơn người, làm việc rõ ràng, minh bạch. Họ thường đưa ra lời khuyên cho người khác và cũng thường làm theo gợi ý từ ai đó nếu thấy điều đó đúng đắn. Tử vi tháng 5 năm 2021 thấy rằng các bác tuổi Giáp Thìn có nhiều xui xẻo ở mọi khía cạnh, nhưng sao xấu trong tháng sẽ gây ra tổn thất tài chính nhất định và sức khỏe cho các bác. Trong sự nghiệp, với những bác tự làm chủ, các bác sẽ chịu những áp lực rất lớn và có thể gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tháng này là chuỗi ngày dài đằng đẵng với những thăng trầm trong chuyện tình cảm của các bác. Tinh thần sa sút, các bác khó lòng có được những điều mà mình mong muốn. Đặc biệt trong năm 2021, tuổi Giáp Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ăn hư họa, ý chỉ thái tuế đang đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Giáp Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế
đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Giáp Thìn. Đặc biệt, mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Giáp Thìn trong tháng 5 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tháng này, các bác tuổi Giáp Thìn rất bận rộn, đến mức các bác hầu như không có cơ hội suy nghĩ về tương lai hay những chuyện ngoài lề khác. Các dự án lớn, phức tạp sẽ lần lượt chờ các bác giải quyết. Các bác cũng là người cuồng công việc, nên thời điểm này là cơ hội để các bác chứng minh thực lực của mình. Nhưng tốt hơn hết, các bác vẫn nên có một kế hoạch cụ thể, nếu không sẽ gặp nhiều bối rối và bất lực. Ngoài ra, các bác đang làm công ăn lương sẽ rất mệt mỏi vì khối lượng công việc vào thời gian này rất nhiều. Các bác sẽ phải tăng ca làm liên tục, nhưng các bác cũng sẽ nhận được mức lương thưởng xứng đáng. Đặc biệt, để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Giáp Thìn để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Các bác tuổi Giáp Thìn trong tháng 5 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, các bác sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Ngoài ra, các bác là người biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi các bác tuổi Giáp Thìn lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Các bác chăm chỉ làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Các bác nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động. Chớ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Đặc biệt trong tháng này, tài lộc chưa thực sự như ý, nhưng các bác lại phải chi tiêu một số tiền lớn, chi nhiều hơn thu, dẫn đến tình trạng hao tài. Cho nên các bác cần có nhật ký và kế hoạch chi tiêu cụ thể. Chính vì vậy, trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Giáp Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Phòng sẽ giúp hóa giải các vận hạn, xua đuổi những hung tinh, từ đó mang lại may mắn, tài lộc đến cho các bác. Đặc biệt, phòng sẽ như một quý nhân, bảo vệ, tương trợ các bác tuổi Giáp Thìn trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi của các bác tuổi Giáp Thìn tháng 5 âm lịch cho thấy tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được tốt. Bị ảnh hưởng bởi công việc nên các bác trở nên vô cùng nóng nảy, mất bình tĩnh, chuyển áp lực công việc của mình cho người thân. Vì thế, các mâu thuẫn xảy ra liên tục, khiến hòa khí trong gia đình bất ổn. Các bác tốt nhất nên đặt vị trí của mình vào vị trí của người bạn đời để hiểu nhau hơn. May mắn, các mối quan hệ xã hội ngày càng tốt hơn bởi các bác vốn là người giỏi giao tiếp. Việc mở rộng mối quan hệ là cơ hội tốt để các bác phát triển công việc. Các bác sẽ gặp được những quý nhân giúp đỡ các bác rất nhiều. Hãy ghi nhớ để đền đáp họ xứng đáng. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Giáp Thìn hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long, tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho các bác. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 5 âm lịch, sức khỏe của các bác tuổi Giáp Thìn khá ổn định. Tuy nhiên, thời gian này, các bác có chút phiền muộn do công việc quá bận rộn và những mâu thuẫn trong gia đình.
Các bác tuổi Giáp Thìn không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe của bản thân. Các bác nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp các bác không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả, lao động. Đặc biệt, các bác tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Giáp Thìn sinh năm 1964. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 5 âm lịch để các bác tuổi Giáp Thìn có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5, từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 dương lịch. Tháng Giáp Ngọ nạp âm, phích lịch hỏa, tháng Ngọ lục hợp mùi, tam hợp dần, tốt thành hòa cục, xung tí, hình ngọ, hình dậu, hạnh sửu và mão, tuyệt hợi. Trong tháng, các bác tuổi Giáp Thìn cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 10 tháng 5, tức ngày 19 tháng 6 dương lịch, nạp giáp, mậu tuất. Thứ hai, ngày âm lịch 22 tháng 5, tức ngày mùng 1 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, canh tuất. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các bác tuổi Giáp Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Giáp Thìn tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 9 tháng 5, tức ngày 18 tháng 6 dương lịch, nạp giáp, đinh dậu, nạp âm, sơn hạ hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 5, tức ngày 30 tháng 6 dương lịch, nạp giáp, kỷ dậu, nạp âm, đại dịch thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bác tuổi Giáp Thìn trong tháng 5 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Thêm lần nữa, xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.